Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên đã và đang triển khai nhiều công trình giao thông, các khu cụm công nghiệp là những dự án mà tỉnh đứng ra thu hồi đất, song một số tài khoản trên mạng xã hội lại xuyên tạc và cho rằng đây là các dự án chuyển nhượng để gây hiểu lầm cho người dân, dẫn đến khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Cách đây 3 tháng, tài khoản Facebook này liên tục đăng các thông tin về việc giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Minh Đức và Minh Quang tại thị xã Mỹ Hào chưa thỏa đáng, cùng một số thông tin chưa được kiểm chứng để gây khó khăn cho việc thu hồi đất. Đặc biệt là khi thị xã tổ chức hỗ trợ thi công đối với một số diện tích nằm trong khu công nghiệp, một số người dân tại địa phương cũng tỏ ra bất bình trước các thông tin của tài khoản Facebook này. Chúng tôi kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là công tác an ninh mạng, xác minh điều tra và phải xử lý nghiêm túc với những cái nội dung đăng tải thông tin nó không đúng sự thật và gây những cái bất bình trong nhân dân. Khi có những thông tin chưa chuẩn xác trên mạng xã hội về các chính sách liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, các ngành chức năng của thị xã Mỹ Hào của tỉnh dùng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn tài khoản có những nội dung đó. Ngoài ra, có phản hồi để định hướng thông tin giúp nhân dân hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách của nhà nước. Trên tài khoản mạng xã hội thì có một cái tài khoản mạo danh có đăng tin không đúng với sự thật về cái chế độ chính sách đền bù giải phóng mặt bằng. Chúng tôi đã có cái chuyên đề triển khai tại cái hội nghị ban chấp hành đảng bộ, thế rồi tại các hội nghị giao ban, bí thư chi bộ, thế rồi khối dân vận, thế rồi tuyên giáo, triển khai tuyên truyền đến các cái hội nghị của chi bộ, đến các ngành đoàn thể và lồng ghép để phổ biến tuyên truyền, thế rồi phản bác lại các quan điểm sai trái trên cái mạng xã hội, các cái mạng không chính thống về cái chủ trương sách của đảng trong công tác giải phóng mặt bằng của khu công nghiệp. Tại huyện Ân Thi, hiện có 5 dự án trọng điểm của tỉnh đã và đang chuẩn bị giải phóng mặt bằng với diện tích gần 1.000 ha. Trong đó có cả việc phải giải phóng mặt bằng đất thổ cư, di rời nhà cửa, mồ mả của các hộ dân, xác định việc định hướng thông tin người dân bằng trực quan và trên mạng xã hội là rất quan trọng. Nên các ngành chức năng của huyện đã đa dạng các hình thức tuyên truyền, chú trọng vào việc nắm bắt thông tin trên không gian mạng để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của người dân về công tác giải phóng mặt bằng gắn với phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi có fanpage Ân Thi quê mình để chúng tôi lan tỏa những các cái thông tin tích cực trong các cái hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của địa phương. Và thời gian vừa qua thì cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên địa bàn của huyện là công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để phát triển các cái khu cụm công nghiệp. Và đặc biệt là trong năm 2023 tới đây thì dự án đường Tân Phúc Võng Phan sẽ được triển khai. Nên thì chúng tôi với cái nhiệm vụ của mình trên cái trang Ân Thi quê mình thì chúng tôi là tích cực phủ xanh các cái thông tin tích cực và lấy cái thông tin tích cực lan tỏa để đẩy lùi các cái thông tin tiêu cực, thông tin xấu độc, những thông tin không được kiểm chứng. Phản hồi nhanh, chính xác, thông tin kịp thời trên không gian mạng là những vấn đề rất được các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng của tỉnh quan tâm. Để định hướng dư luận về các chủ trương, chính sách mới có liên quan đến lợi ích của người dân.